bây giờ là tại lớp mình thì cô giáo muốn được các em mang lại và chia sẻ trực tiếp về các bài tập của mình tại lớp mình. Các em cứ chia sẻ lại bài tập của mình. Cô giáo cũng giúp những em cánh tay lên. Cô giáo mời về bạn đầu tiên tập lớp thì tập lớp thứ nhất. Cảm ơn.
Rồi các bạn thấy là bạn Thu Huyền đã trở thành một người chưa quay video của mình và tự nhiên lớp tôi đang thấy thế nào rồi. Em thấy video của bạn thế nào? Có tuyệt vời không? Có. Đấy. Như vậy là cô giáo không chỉ nhận được một video của bạn Thu Huyền đâu mà cô giáo nhận được của mình rất nhiều. Rất nhiều bạn và cô giáo ghi nhận. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Hơn 30 bạn, 30 bạn. Thế thì tôi giáo biết rằng là ở đây là có những bạn đã có cái tâm sức với tôi. Chúng tôi là em có những người thân, đúng không nhỉ? Và thế thì có những bạn thì bảo rằng em vẫn chưa được tin. Thế thì những tất cả những bạn đã được kiên giao với cô là cô sẽ thưởng cho các bạn điểm 10, cái sự chăm chỉ và trách nhiệm. Và tất cả các kiên giao của chúng ta ở đây cô giáo cũng tặng cho các bạn điểm 10 về chúng ta đã thực hành một kỹ năng giao tiếp của chúng ta là kỹ năng lớp ứng dụng công nghệ thông tin đúng không? Đấy. Thì còn những bạn khác mà chưa được kiến giao với cô thì những bạn phía sau cô giáo sẽ dạy các bạn về chín hiện tại. Cô giáo vẫn đang chờ các bạn. Thế thì cô giáo biết rằng là rất nhiều bạn muốn được nhưng mà vì mình chưa được tin này, chưa được kiến thức thì hôm nay chúng ta cùng nhau là đi thảo luận. Nhưng mà chúng ta sẽ làm thế nào để xây dựng một lớp học tập mà gọn gàng ngăn nắp. Đấy, và thứ hai là tạo động lực cho các bạn khác mà chưa làm được thì chúng ta sẽ cùng làm. Rồi phần thảo luận thứ nhất, giáo cho các bạn là tâm sinh của một tạo vai trò các học tập và người khác đến trước mặt. Bây giờ tôi nói cho các bạn thảo luận thứ nhất, tâm sinh ra là người dân. Thì giúp các em là phát triển cái bản chất đấy.
Đây có phải là hai trong số năm phẩm chất mà các em cần phải phát triển trong các tính tỏi không? Thế còn phát triển được năng lực gì nữa không nhỉ? Thấy các bạn vừa làm cái riêng này các bạn thuyết trình ấy, thế phát triển cái năng lực gì nữa đây? Mời bạn năng lực tìm giao tiếp này. Mời cái năng lực mà các bạn quay được và các bạn nói được này các bạn. Năng lực gì nữa nhỉ? Sử dụng cái gì đấy? Mời bạn Yến Nhi ạ. Rồi sử dụng cái gì đấy? Chỉ một cái thao tác nhỏ thôi nhưng mà các bạn giúp các em phát triển khả năng từng cái khoản gì. Cái gì mà bạn là một số bạn là chưa dùng video cho cô hay nhỉ? Cô cũng rõ tiền chắc chắn là chúng ta không phải là hình sao được người đâu, bạn chưa biết gì thì tôi đang tìm giáo viên bạn sáng ngày hôm nay các bạn chưa biết gì đâu cách nhá. Rồi cái thứ hai là cô muốn các bạn đồng thảo luận này cần có những lần gì học cao học cả được vào lớp và bây giờ thì chúng ta sẽ đi thiền cái nội dung hoạt động này thông qua một trò chơi đã mở bạn ăn cơm tối mời thầy nhé, mời thầy nhé. Yeah.
gặp nhá. Mời hai bạn tạm mời bạn Liên Nga và bạn Thanh Nguyên, anh Dấu sẽ tặng các bạn. Nha. Và thứ nhất chắc chắn cần có là gì cả lớp nhỉ? Thank you.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
phần rồi sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, hạt sách vở được chia gọn gàng từ từng loại, thuận tiện cho việc tìm kiếm. Rồi từng phòng tập nó sẽ để vào một góc để khi tìm kiếm không làm mất thời gian. Khu vực trang trí cần sưu tầm cũng không sử dụng được tạm rộng nhiều trong học tập. Duy trì thói quen vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp các học tập sau mỗi lần học. Học chính là dần dần chất chăm chỉ, trách nhiệm và phát triển năng lực tự học tự chủ. Các bạn nắm rõ nội dung của mình chưa nhỉ? Rồi. Giờ các bạn nắm rõ được cái việc chúng ta sắp xếp các học tập rồi, chúng ta sẽ đi thảo luận tiếp. Vậy thì với các học tập của các em, tham khảo số các bạn các bạn nhìn đây, nếu mà chúng ta có không gian thoáng chúng ta lên đây các bạn có thể tiếp này. Đây đây là một số mẫu của bạn quan sát nhá. Vậy thì bây giờ không phải đặt ra là vậy nếu như thay đổi vị trí và cách sắp xếp các học tập của nhà em hiện tại thì em thay đổi như thế nào? Làm cho em nhìn bây giờ chúng tôi giáo đi vào ví dụ cụ thể nhé. Các bạn tham gia lại thầy học tập của bạn nào đây nhỉ? Cần nhiều các bạn. Vậy thì thay đổi như thế nào các bạn đấy? À mời chị ra, mời tới một cái gì ạ? Em thưa cô là bạn không nên để đồ ăn vậy vậy coi như có tiếp thu ý kiến chị Lan không? Chị Lan không? Chắc là có bổ sung gì nữa không? Chị Lan cho tôi như không? Ăn quả đi nữa. Tôi nhớ có thể cần bổ sung. Ăn có việc chưa? Ăn xưa rồi, nhưng đấy là một gợi ý nữa. Là tôi như về tiếp tục. Bây giờ bác thứ hai. À mời bạn Hà Yến nhé. À sau các học tập của bạn có được rồi đúng không cả lớp nhỉ? Thế mà lại bạn lại quên mất là không tận dụng không làm được tiền đúng không? Rồi tiếp nào, còn bạn nữ nữa. À Phi Long rồi. À Nữ Bóng đẹp đúng rồi, phải không cả lớp? Còn gì nữa nhỉ? À, Trâm Anh ạ. À, bạn chưa có cần phá điện. À, Hà Miếu ạ. À, không biết là bạn có cách lâu rồi, Miếu ạ. À, mời về giúp các bạn. Nếu mà chúng tôi là, chúng ta là bạn là à đứng miệng chàng học đúng không? Các bạn nhìn đấy, các học tập của bạn thì ngồi cạnh là bàn học à bàn làm với đứng miệng đúng không? Đúng không bạn lớp nhỉ? À không để điện thoại không để tiền trên bàn đúng không bạn lớp nhỉ? À có những cái đóng góp rất là mừng. Bạn hai thấy bạn hoàng thấy có hợp lý không? À, bạn nhìn tiếp. Bạn có nhìn thấy các học tập có gì đặc biệt không? Ít sách vở quá phải không cả lớp nhỉ? Tôi rất muốn lại nhớ đến một cái em bé là cô ngày xưa học lớp 1 là các học tập của bạn cũng trông trơn những cái này này. À, bạn đã làm gì không? Toàn bộ sách vở của bạn thì bạn cho hết vào ba lô. Ngày ngày sách cái ba lô rất là nặng đi học. Coi như là không bao giờ quên mở. Học môn nào là bạn cho rất là trong tặng rồi, không phải sắp xếp gì nữa. Vậy các bạn thấy rằng là cái em bé thì cô có cần thay đổi không? Có. Thế vậy là các bạn thấy là cái em bé này như thế nào thì? Hay là người người quá người đúng không? Dồn hết vào trong tặng. Thế là mình phải nhìn thích được không? Em bé cô Minh Kiết đã tự nhiên. Thế vậy sau rồi hôm nay cô giáo hy vọng Minh Kiết sẽ thay đổi nhá. Rồi đây là các học tập của bạn. Là rất ấn tượng với lại cái vinh dự của bạn ra cả. Đây là bạn sát đây chưa? Đấy. Rất nhiều các học tập đẹp em ạ. Thế thì bây giờ tôi giáo muốn các bạn là sẽ đi dạo một các học tập nữa. Bạn quan sát của cô nhé. Có một học tập cùng với cô là để thăm
xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Lê Thơ, đến từ lớp 6B trường trung học cơ sở Đồng Nông. Hôm nay em xin chia sẻ về các học tập của em. Thì em cũng như ba bạn khác cũng có một cái bài tập thi. Đây là chủ đề đề là bộ sách của em. Đây là đây là chủ đề sách bài tập. Rồi, xin cảm ơn cả lớp.
có muốn nhắn gửi gì tới cả là các thầy các cô? Nhắn là thì cả đơn các thầy cô đã nghe và ý kiến của các bạn em đưa ra. Thế thì trong cái buổi học hôm nay, tôi đã muốn nhận được thông tin để giúp cho cái dự án học của Thơ 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 mình thầy cũng phải được có một phần quà nhỏ nhỏ để hát cho bạn Anh Thơ để chung tay cùng với lớp xây dựng các bạn Thơ 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 của Anh Thơ. Thì cô giáo xin mời các bạn đi trao bạn Tây Nga tại trên sân trường thứ nhất và bạn này có lẽ là năm nay không phải là các em đâu mà các thầy và cô thì ở dưới cũng rất là cảm động và thầy rất là vui khi mà hôm nay họ được kết thúc cả đồng hồ vui khỏe như này. Chúng ta đã có một người ta rất là tóc ở trên thương thầy nghĩ chúng ta nhận được một đồng hồ vui khỏe nhưng mà thì trong một ngày thì có một kết quả động viên Anh Thơ để con về, con sẽ dùng cái quà này con cùng với lại một lần nữa con sống với các bạn tới bạn học để từ đó con sẽ xây dựng cho các bạn học và có các bạn học để đi học tập mà con sẽ cố gắng mình nhiều trong những việc của họ còn là Anh Thơ chúng tôi nữa mà Anh Thơ là rất chậm à lớp mình sẽ gửi thật nhiều cái ôm tới bạn Anh Thơ và mong rằng là tất cả những tình cảm này sẽ mãi mãi. Thì lúc đấy chúng tôi đang trong nghề và hy vọng số tiền còn lại bởi vì tại sao thì không giúp bởi vì thầy muốn số tiền còn lại chính là nhờ các con trong lớp chúng ta sẽ giúp bạn đi thôi để có một cái góc bằng năng lượng nhé. Em ở đây cần chúc mừng cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.